Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, một lần nữa mời quý thính giả cùng gặp gỡ một tác giả mới lần đầu tiên cộng tác với kênh của chúng ta, Trà My, với một tập truyện ngắn rất hay, Nhuốm Màu Nước Mắt. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ Nhi đều làm kinh doanh, nên từ lúc nhỏ Nhi đã không thiếu một thứ gì. Vì chỉ có mình Nhi nên gia đình yêu thương nó vô điều kiện. Những tưởng nó sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời khi mọi thứ ông trời ban cho đều hoàn hảo. Nhưng nó cũng không ngờ rằng mình mất đi tất cả. Năm Nhi lên 10 tuổi, một vụ tai nạn đã cướp hết tất cả những gì nó có. Vụ va chạm với xe container, mẹ nó ra đi mãi mãi. Ba và mọi người giấu không cho nó biết, nhưng Nhi đâu phải đứa ngốc. Nó đứng ở cửa sổ nhìn xuống, thấy người ta đưa mẹ nó vào nhà mà trên thân trùm tấm vải trắng. Đám tang mẹ Nhi nhanh chóng diễn ra. Hết tuần đầu tiên, bàn thờ vong mẹ nó đã không còn. Bà đưa di ảnh mẹ lên bàn thờ lớn. Cũng cùng ngày hôm đó, bà Nhi đặt về một bàn ăn thịnh soạn. Nó sau mấy ngày tự nhốt mình trong phòng thì hôm nay mới chịu xuống nhà. Nhưng mà nó đã cựng lại khi thấy một người phụ nữ ngồi cạnh ba nó, còn có thêm một thằng nhóc nữa tầm 5 tuổi. Nhi hỏi: "Ai vậy ba?" Ba cười cười kéo nó lại gần. "Đây là dì Dung, còn đây là nam em trai của con đó. Từ đây họ sẽ ở cùng với chúng ta." Dì bất ngờ lắm. Dù chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng mà nó biết nó có mẹ kế rồi. Nó vô thức mà né tránh cái ôm của ba. Trong cái suy nghĩ non nớt của mình, nó chợt có một ý nghĩ vụt qua. Ba ngoại tình từ lâu rồi, bằng chứng là mẹ vừa mới mất, ba liền dẫn người đó về nhà. "Ba ngoại tình, lừa dối mẹ hả ba?" Nhi vô thức mà thốt ra câu đó. Nhưng hành động của ba nó lúc sau khiến cho nó sững người. Ba tát nó một cái thật mạnh. Đây là lần đầu tiên nó bị ba đánh. "Ai cho phép con nói như vậy?" Nhi ứa nước mắt. "Ba đánh con." "Đánh ngay. Nói cho con biết, từ hôm nay tập làm quen dần đi. Phải gọi dì Dung bằng mẹ, biết chưa?" Dì uất ức liếc nhìn sang người đàn bà kia. Bà ta lại đang nhìn nó với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Lúc này nó buồn lắm. Nó buồn vì ba đánh nó, buồn vì ba lừa dối mẹ. Dì lau nước mắt rồi đi nhanh lên phòng, bỏ lại phía sau là tiếng nói giả tạo của bà mẹ kế kia. "Thanh bớt nóng đi, con bé mới mất mẹ cho nên tâm trạng chắc cũng không được tốt đâu." "Em đừng quan tâm nó nhiều quá, mau dẫn thằng nằm vào đây, anh dọn cơm cho hai mẹ con ăn." Khoảng thời gian sau đó, vì có ba ở nhà nên dì Dung kia đối xử với Nhi rất tốt, chăm sóc nó từng ly từng tí. Bữa đó ba đi vào phòng trong lúc Nhi đang học bài. Bà nói: "Con đừng có mà không ngoan với mẹ. Mẹ Dung thương con lắm đó. Ba đi công tác vài ngày, con ở nhà nhớ mà nghe lời, không thì đừng có trách ba đó." Nó im lặng, một phản ứng cũng không có. Nó thờ ơ cắm cúi vào trang vở. Ba nó cũng không quan tâm nữa. Ông bỏ xuống nhà lấy xe rồi rời đi ngay sau đó. Bỗng dưng một tiếng cạch vang lên. Nó giật mình quay về phía cánh cửa. "Mày nhìn cái gì? Con ranh nhà mày không có học gì nữa hết á. Đi xuống dưới làm việc nhà đi." Bà ta tiến lại, nắm tóc nó kéo ra khỏi ghế. Nó vùng vẫy rồi hét lên: "Ba đừng có quá đáng, tôi mét ba đuổi ba đi đó." Mắt bà ta long lên giận dữ, thẳng tay tát cho nó một cái lăn ra sàn.
máu miệng cũng tứa ra. Mày hay đó. Mày nghĩ cái thằng đó nghe lời mày hả? Hả? Vừa nói bà ta lại vừa đưa chân đá vào bụng của Nhi. Nó đau đến mức không nói được gì nữa, chỉ biết nằm đó mà chịu trận. Đánh đã tay xong, bà ta lôi Nhi đến chỗ tủ quần áo rồi nhốt nó lại. Trước khi đi còn đe dọa thêm một câu: mày mà không nghe lời, tao cho mày nghỉ học, đến lúc đó đừng có trách tao ác. Bà ta đánh đúng tâm lý của nó. Nó thích đi học lắm, nên nó sợ mà bắt đầu biết nghe lời hơn. Nó cam chịu mọi khổ sở, vừa đi học về là lao vào làm việc nhà. Hàng xóm chung quanh đâu có biết nó khổ như thế nào. Họ nói bà ta là một người mẹ kế tốt, hết lòng yêu thương con chồng. Họ đâu hay biết nó ăn cơm thừa canh cặn mà sống qua ngày. Vốn tưởng chờ được ba đi công tác về, nó sẽ được ba yêu thương che chở. Nhưng sự thật thì phũ phàng lắm. Ba không quan tâm nó, chỉ quan tâm đến người em trai kia mà thôi. Nhi chịu đau chịu tuổi mà lớn lên. Cứ thế 5 năm trời, nó sống trong nỗi buồn và sự ghẻ lạnh. Nó nhớ mẹ nhiều lắm. Nó muốn mẹ ở bên, nhưng mà mẹ đã bỏ nó đi rồi. Tính cách của nó cũng dần đổi thay, cứ lầm lầm lì lì. Thế nên dù có học giỏi, nó vẫn bị cả lớp tẩy chay. Nó cũng không bận tâm. Điều nó quan tâm nhất lúc này là được đi học. Phải thật mau lớn để có thể thoát khỏi căn nhà từng là cung điện hạnh phúc của nó. Hôm đó lại là một ngày bị bà dì ghẻ kia nhiếc móc. Trưa đó sau khi tan học về, Nhi qua nhà ông nội chơi. Định ở lại ăn cơm thì ông lạnh nhạt nói: Nhi đó hả? Nhà nội hôm nay đi ăn cưới chú Bình mày, nên không có ở nhà đâu. Mày về đi. Nhi không buồn vì lời ông nội nói. Nó quen rồi. Ông nội cũng như ba nó, đều là những người trọng nam khinh nữ. Nó lặng lẽ dắt xe ra về. Đến cổng đã nghe bà mẹ kế Thảo Mai đon đã hỏi han: Đi đâu mà giờ này mới về chứ con? Nhi à, không nghe mẹ nói hả con? Bà ta điên tiết lắm, nhưng nó chưa vô nhà. Bà ta phải diễn cho tròn cái vai mẹ hiền, cho nên không dám động tay với nó. Nhi chỉ cười buồn, không biết khi nào bà ta mới diễn xong để cho nó còn vỗ tay. Cái con này càng ngày càng hỗn láo đó. Mẹ hỏi mà mày không trả lời hay sao? Bà Nhi ngồi trên ghế sofa, thấy nó đi vô thì liền nạt nộ. Nó nhìn chằm chằm vào người ba mà nó từng yêu quý, rồi thản nhiên nói: Bà ta không phải mẹ con, con chỉ có một người mẹ thôi. Mày lại muốn dở cái thói ương bướng ra đúng không? Đủ lông đủ cánh rồi, nên trả treo không xem ai ra gì hả? Nhi nhìn ba, nước mắt lăn dài. Bà ta có đẻ ra con hay không? Có mang nặng con 9 tháng 10 ngày hay không? Không hề. Bà tưởng mình hay lắm hay sao? Mẹ vừa mới mất liền trước bà ta vậy. Con là con ruột của ba mà ba không thương, đã thấy cùng hùa với bà ta mà chị giết con. Chát lên một tiếng, ba lại đánh nó. Ba vừa chửi vừa dùng roi đánh lên người nó. Ba dì ghẻ giả bộ can ngăn: Nè nè, được rồi, anh đừng có đánh con nữa. Con không mau cảm ơn mẹ mày đi. Nó không thèm đáp lại mà chạy luôn lên phòng. Tối đó nó ngồi buồn hiu. Nó ôm di ảnh của mẹ trong lòng mà khóc lên sướt mướt. Mẹ ơi, Nhi không ngoan nên ba ghét hả mẹ? Ba đánh con, chửi con, ba bắt con gọi bà ta là mẹ. Lúc con nói với bà ta đánh mắng bỏ đói con á, thì ba lại không tin. Ba còn chửi con, dọa đuổi con đi nữa. Bữa trước trời mưa lớn lắm, con thấy ba lái xe đến trường, con tưởng ba sợ con bệnh cho nên đi rước. Nhưng mà ba lướt qua con, rồi rước thằng Nam vậy. Ba thấy con đứng đó dầm mưa luôn đó mẹ, nhưng mà ba cứ như không nhìn thấy vậy. Tối đó con sốt,
Vậy mà còn bị bà ta bắt thức khuya dọn dẹp nhà nữa. Nó đưa tay lên lau nước mắt, rồi mới nói tiếp được. Con cũng muốn được tổ chức sinh nhật, nhưng mà ba không có nhớ sinh nhật của con. Cái gì ba cũng nhớ, chỉ là con muốn nhớ đến sự tồn tại của con thôi. Mẹ ơi, con muốn gặp mẹ, con muốn ôm mẹ. Con mệt lắm rồi, con không chịu nổi nữa đâu. Nó tâm sự với mẹ một lúc, rồi cứ thế mà thiếp đi. Trong mơ nó thấy mẹ, mặt mẹ nó buồn lắm. Mẹ nó vuốt tóc nó mà nước mắt cũng lưng tròng. Mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ tốt cho con, để con bị người ta hành hạ như thế này. Mẹ muốn bảo vệ con lắm, nhưng mà người đàn bà đó mẹ không lại gần được. Mẹ xin lỗi, mẹ không ngờ ba con lại là người như vậy. Nó cũng khóc. Nó thấy thương mẹ mình lắm. Trong vô thức nó đưa tay muốn ôm lấy mẹ, nhưng chẳng sao chạm được. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ dẫn con đi theo với mẹ đi. Nhị Quang, không có được nghĩ bậy. Con phải cố sống tiếp con ạ. Nói rồi nó thấy mẹ đứng dậy. Hình như là mẹ định rời đi. Mẹ muốn bỏ nó nữa rồi. Trước mắt nó là một tầng khói mờ đang dần biến mất. Nhưng mà nó đã kịp nghe mẹ mình nói lại một câu. Mẹ con bị tai nạn, Nhi phải sống tốt để tìm ra sự thật. Giây phút mẹ tan biến, nó gào lên trong tâm trạng bất lực. Lúc tỉnh giấc nó mới biết mình chỉ là đang nằm mơ. Nhưng từng câu từng chữ mẹ nói nó đều ghi nhớ hết. Ước nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ. Nó lật đật đứng lên để chuẩn bị đi làm việc nhà. Lau nhà, nấu ăn, tưới cây, nó đều phải làm một mình. Mặc dù công việc rất nhiều và mệt, nhưng trong đầu nó chỉ nghĩ đến câu nói của mẹ trong giấc mơ. Chị Nhi. Tiếng thằng Nam kêu làm cho nó giật mình. Thức sớm thế làm gì? Em muốn thức sớm để phụ chị á. Hôm nay em đâu có đi học. Nhi nghi hoặc nhìn thằng nhỏ, không biết có định bài trò gì hay không nữa đây. Chưa kịp đợi phản ứng lại, thằng Nam đã giành lấy cái vội nước mà tưới cây. Cùng lúc đó ông Hoàng cũng từ trong nhà bước ra. Ông ta xoa đầu thằng Nam, rồi nói với cái giọng cưng chiều. Nam giỏi quá, biết phụ chị rồi nha. Bỗng chốc nó khựng lại. Nó hiểu rồi. Thằng này muốn làm như thế cho ba nó thấy, chứ chẳng có tốt lành gì. Nó chạnh lòng lắm, lén quay đi chỗ khác mà lau nước mắt. Nó cũng từng được hạnh phúc như vậy, mà ông trời đã nhẫn tâm lấy đi hết mọi thứ của nó rồi. Yeah. Tiếng ba gọi làm cho nó có chút vui, nhưng mà gương mặt của nó vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc. Dạ. Bà đánh con, con có giận ba hay không? Con nào dám giận đâu. Ý con là sao? Nói chuyện kiểu gì vậy? Con đâu có ý gì. Thấy sao nói vậy thôi. Phải rồi, con tập kêu gì bằng mẹ đi. Thay đổi luôn cả cách cư xử nữa. Nhi cười, một nụ cười chua xót. Nó không nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác trên người xuống, để lộ ra thân thể đầy vết bầm tím, còn hằn lên những làn trôi trướng máu vẫn chưa kịp lành. Con cũng là con người, cũng có sức chịu đựng mà ba. Con không nhắc lại lần hai đâu. Con có chết cũng không kêu bà ta bằng mẹ. Con bị làm sao? Đi học đánh nhau có phải không? Là người vợ hiền của ba đánh con đó. Ba không tin đúng không? Không sao hết, con cũng chẳng cần ba tin. Nó thấy mặt ba mình đanh lại, cứ tưởng ông ta sẽ bênh vực quan tâm nó. Nhưng rồi ông ta làm cho nó triệt để thất vọng.
thì mua thuốc uống đi. Có đánh nhau cũng đừng có đổ tội cho gì. Nhìn bóng lưng của ba cùng với thằng Nam rời đi, Nhi quỵ xuống luôn nền cỏ, răng cắn chặt môi đến bật máu. Cảm xúc của nó bắt đầu không tự chủ được nữa. Nó chạy nhanh vào nhà kho bên cạnh, âm thầm khóc mà không để phát ra tiếng động. Rồi cứ thế nó dùng dao rạch lung tung trên tay mình, đến khi máu tứa ra mới dừng lại. Nó nằm vật ra sàn, mặc kệ cho máu không ngừng tuôn. Ánh mắt của nó mơ hồ, miệng thì không ngừng cười lên ha hả. Nhi mất máu đến kiệt sức, vừa mới ngất đi thì đã cảm nhận được có người bế mình lên. Thì ra là cậu Tú, em của mẹ nó. Cậu vừa từ bên Mỹ trở về, định qua thăm nó và thắp nhang cho chị gái. Vừa dừng xe trước cổng thì cũng là lúc thấy Nhi chạy vào trong nhà kho. Cậu chạy theo tới thì cũng là lúc thấy nó ngất xỉu đi. Cậu bế nó lên phòng, gọi bác sĩ đến cho nó xong, cậu liền tức giận đi xuống nhà, nghiến răng nắm lấy cổ bà nó mà gằn giọng: "Thằng chó này, tối mày làm gì cháu tao hả? Chú buồn anh ra. Cái tịch chết tiệt, chỉ tao vừa mới mất, mày đã dắt con đi kia về hành hạ cháu tao. Tao hối hận khi không đưa con nhỏ cùng sang Mỹ. Bây giờ thì mày nhìn đi, con Nhi nó còn ra có người hay không? Mày làm cha như vậy mà coi được sao?" Cậu Tú điên tiết đấm liên tiếp vào mặt ba nó. Nhưng mà cậu đâu có biết được rằng, trong lúc ở dưới nhà đang hỗn loạn, thì ở trên phòng bà mẹ kế ác độc cũng đang hành hạ nó. Bà ta nhân lúc nó chưa tỉnh mà bóp chặt vào vết thương vừa được băng bó của nó. Nhi nhăn mặt nhưng không dám động đậy. Nó sợ tỉnh dậy lúc này sẽ lại bị ăn đòn tiếp. "Cái con điên này, sao mày không chết theo con mẹ của mày luôn đi? Sống làm chi cho chật nhà tao?" Nói xong thì bà ta liền bỏ đi. Lúc này nó mới dám lờ mờ mở mắt nhìn xuống tay mình. Một lúc sau cậu đi vào, cậu nhìn nó mà mắt đỏ hoe. "Nhi đi theo cậu đi con, ở đây cũng không chịu nổi mà bỏ cậu mất thôi." "Cậu ơi, con không có sao hết. Ở đây còn bàn thờ của mẹ con, con không bỏ đi được." "Cậu đưa trò cốt của mẹ con với con cùng ra nước ngoài, mình sống cùng ông bà ngoại nghe con." Nhưng nghe vậy thì bao nhiêu tuổi thân đau khổ ùa về. Nó cứ thế mà òa lên khóc nức nở. Nó vừa khóc vừa nói: "Con mệt quá cậu ơi. Ba không thương con, không có ai thương con hết." "Ngoan, đến đi con. Ông bà ngoại với cậu thương con, Nhi đi với cậu nghe." Nhi đồng ý. Cuối cùng thì nó cũng tìm được hy vọng sống rồi. Nó còn ông bà ngoại, còn cậu Tú thương yêu. Trước khi về, cậu dặn nó ráng chờ cậu ít ngày để cậu làm giấy tờ, sẽ lập tức đưa nó cùng rời đi. Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng mà cậu Tú nó đâu có biết được rằng, đó là lần cuối cùng cậu được ôm, được nói chuyện với đứa cháu đáng thương này. Cậu Tú trấn an Nhi thêm một lúc rồi xuống nhà, liếc ba nó một cái, rồi lên giọng cứng rắn: "Tao đưa con bé Nhi sang Mỹ, mày ở lại mà sống với con đĩ của mày đi." Ba Nhi điên tiết lắm, nhưng chẳng dám đụng đến cậu Tú. Ông ta quạo quọ vào phòng lấy hành lý, rồi đi công tác ngay luôn. Tối đó Nhi đi xuống lầu. Dù đã được cậu Tú hứa hẹn đưa mình rời khỏi căn nhà như địa ngục trần gian này, nhưng gương mặt của nó vẫn biểu thị không có sức sống. Nhìn cứ như một cái xác không hồn. Nó bước từng bước đến trước cái bàn nơi đặt di ảnh của mẹ. Vừa định với tay lấy nhang đốt thì nghe tiếng bà dì ghẻ mỉa mai: "Chịu lết xác xuống rồi đó hả?" Nhi rùng mình một cái, rồi quay ngoắt sang liếc bà ta. Nhìn vào ánh mắt của nó, đột nhiên bà dì ghẻ có cảm giác ớn lạnh, da gà nổi hết cả lên. Nó tiến lại gần, bước đi nặng nề như đang cố lết. Dừng lại trước mặt bà dì ghẻ, nó nở ra một nụ cười ma quái,
khiến cho bà ta phải sợ mà lùi dần lại phía sau. Mày tính làm gì? Chết đi con chó kìa. Bà ta hoảng loạn giơ cái vá trên tay đập tới tấp vào người trước mặt. Đến khi nghe tiếng la oai oái của thằng Nam, bà ta mới dừng tay. Bà ta hoàng hồn nhìn lại thì Nhi vẫn đang đứng ngay chỗ di ảnh của mẹ nó mà cúng bái. Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Nhi vẫn thức sớm để làm mọi việc. Chỉ có điều hôm nay bà Dung đối với nó hơi lạ. Bà ta vừa gặp nó đã cười vui vẻ, còn chọn cho nó một cái váy màu trắng rất đẹp. Nó có chút ngờ vực, nhưng vẫn mặc chiếc váy mà bà ta đưa cho. Tới giờ ăn cơm, bà ta bày ra vẻ mặt thân thiết nói với nó. Dì xin lỗi vì lúc trước đã làm tổn thương con nha. Hôm nay dì nấu mấy món ngon như để bù đắp cho con. Nhi lạnh nhạt, không thèm liếc lấy một cái. Bà Dung tức lắm, nhưng cũng đành kiềm chế. Nè, thôi ăn đi con. Bà ta gấp đồ ăn bỏ vào chén cho nó. Nhi có chút nghi ngờ. Nó không muốn ăn, mà cũng chẳng dám ăn. Nhưng bụng lại cứ đánh trống lên liên hồi. Nó rất đói, cuối cùng cũng động đũa. Bà ta thấy nó ăn thì nở ra một nụ cười gian ác. Được một lúc thì nó định không ăn nữa, đứng dậy đi lên phòng. Nhưng vừa đứng lên, hai mắt nó đã thấy choáng váng, đầu cũng đau như búa bổ. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã ngã xuống sàn mà ngất đi. Bà Dung thấy thuốc đã có tác dụng thì cầm điện thoại gọi cho ai đó. Alo. Anh đến nhà lão Hoàng đi, có mồi ngon cho anh em. Ừ, lão đi công tác rồi sao? Mồi ngon ý em là con nhỏ con của lão hả? Đúng rồi, lẹ đi, thuốc hết tác dụng là chết đó. Bà Dung liền đi tới đỡ Nhi lên phòng, cẩn thận đặt nó nằm xuống giường, vuốt mặt nó mà nói. Lỗi không phải do tao, chỉ tại mày. Mày sống đã là một sai lầm rồi. Lát sau, trong phòng của Nhi xuất hiện một gã đàn ông. Gã ta là Công, đã ngoài 40. Mình mẩy xăm trổ vằn vện, trên mặt còn có một vết sẹo dài. Nó bao nhiêu tuổi rồi vậy? Anh quan tâm làm cái đách gì? Cứ lo mà hành xử đi. Giải quyết nó xong thì qua phòng em. Bà Dung vuốt ve gương mặt của gã một cái, rồi ngoe ngoẩy đi ra ngoài. Bên trong căn phòng, gã Công cười lên một cách thích thú. Gã không nghĩ tới rằng làm loại chuyện đó với một đứa đáng tuổi con mình là đồi bại như thế nào. Bàn tay gã khẽ vuốt ve khuôn mặt của nó. Rồi bàn tay gã không yên phận lần xuống xé toạc hết quần áo trên người Nhi ra. Từ khoảnh khắc đó, Nhi đã mất hết rồi. Nó chẳng còn lại một thứ gì cả. Bóng tối bên ngoài cửa sổ như đang bao trùm, đang cắn xé nó. Cho tới khi cánh cửa phòng mở ra, gã Công cùng với gương mặt thích thú đi xuống cầu thang. Gã rẽ vào phòng của Mộ Dung, rồi lại cùng bà ta tiếp tục hoang lạc. Lúc này ở trong phòng, Nhi đã lờ mờ mở mắt tỉnh lại. Nó hoang mang nhìn xung quanh rồi ngồi bật dậy. Một cơn đau buốt từ hạ thân truyền đến, làm cho nó nhăn mặt khó chịu. Nhìn lại thân thể mình, cả người cứng đờ. Trên tấm niệm, vết máu vẫn còn chưa khô. Cơn sợ hãi ập đến bủa vây lấy Nhi. Nước mắt nó ứa ra, hai tay ôm gối, ngồi nhìn bóng tối ngoài kia và bắt đầu suy nghĩ về những thước phim bi kịch của cuộc đời mình. Trên thế giới này, mỗi phút trôi qua có vô số cánh cửa mở ra, cũng có vô số cánh cửa đóng lại. Ánh sáng mãnh liệt chiếu vào, sau đó vài giây lại bị che kín. Những người khác nhau sống trong những thế giới khác nhau. Thế giới màu lam, thế giới màu lục, thế giới màu trắng, màu vàng, thậm chí là một thế giới màu hồng. Tất cả chỉ có nó sống trong một thế giới màu đen mà thôi. Sao lại bất công với nó như vậy?
Nhi cười chua xót đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. Bầu trời hôm qua rất xanh, hôm nay cũng vậy. Chỉ tiếc là nó chẳng còn cơ hội nào để được ngắm nhìn cảnh đẹp đó được nữa. Tiếng xoảng của bình thủy tinh vỡ vang lên, làm cho hai con người kia cũng phải giật mình, vội mặc đồ vào. Bà mẹ kế độc ác vừa mở cửa ra đã suýt hét lên, nhưng gã công kịp bịt miệng bà ta lại. Đập vào mắt cả hai là thi thể của Nhi đang nằm dưới sàn. Mảnh thủy tinh cắm sâu vào cổ nó, máu chảy ra xối xả. Mắt con nhỏ mở trừng trừng nhìn về phía hai con người tàn độc kia. Giây phút mà họ bước vào, từ trong miệng của Nhi, máu cũng trào ra ướt đẫm cả bộ váy trắng mà nó đã mặc lên người. Mau dọn xác nó đi. Tôi không muốn vô tụ đâu. Bình tĩnh, lấy cái vali to ra đây. Bà Dung nghe lời, lập tức đem một cái vali lớn đến cho gã công. Hai người cùng nhau đặt cái thân thể nhỏ nhắn của Nhi vào trong. Gã nói, tôi đi xử lý cái xác, cô lo mà dọn cho sạch sẽ chỗ máu này đi. Anh tính xử lý kiểu gì? Coi chừng bị phát hiện đó. Im đi, tôi đã bảo để tôi xử lý. Cả công kéo nhanh cái vali ra để vào cốp xe hơi, rồi nhanh chóng chạy đi. Bà Dung ở trong phòng đang ra sức lau rửa cho sạch sẽ chỗ máu của Nhi đổ ra. Vừa lau, bà ta vừa suy nghĩ cách để ăn nói với lão chồng mình về sự biến mất của Nhi. Tối hôm đó, bà Dung ngồi xem tivi dưới phòng khách. Thằng Nam nó đã đi về nhà nội, nên bây giờ trong căn nhà rộng rãi chỉ còn mỗi mình bà ta. Đang chăm chú, bà ta liền cảm thấy lạnh sống lưng. Bên tai bắt đầu nghe văng vẳng một giọng nói vừa xa vừa gần. Nó cứ vang vang đến lạnh người. Ai ơi, khát máu tanh lòng, không thương không xót, mà đành nhẫn tâm. Câu nói đó kèm theo tiếng khóc khiến cho bà Dung sợ hãi. Bà ta vội đứng dậy, ráo riết nhìn chung quanh. Ai đó? Đáp lại bà ta chỉ là một khoảng không yên lặng, cùng với tiếng côn trùng kêu lên rã rích, nghe nó cứ ma mị làm sao. Cả tối hôm đó, bà Dung bị những tiếng động đó hù dọa, khiến cho bà không sao chợp mắt được. Sáng hôm sau, bà Dung cùng với gương mặt mệt mỏi lê lết xuống dưới nhà. Vừa xuống hết cầu thang, bà ta giật mình tỉnh cả ngủ khi thấy gã công đang ngồi trên sofa cùng với lão Hoàng. Thấy bà Dung đi xuống, ông Hoàng liền lên tiếng. Anh họ em đến thăm nè. Anh họ sao? Bà Dung nhìn về phía gã nhân tình một cái, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, đi đến ngồi cạnh ông Hoàng. Ông Hoàng nhìn quanh nhà, rồi quay lại nhìn bà Dung hỏi. Con Nhi đâu rồi? Dạ, Nhi nó... Chưa kịp nói dứt câu, bà ta đã bị một giọng nói ngoài cửa làm cho run sợ. Là cậu Tú. Cậu vừa đi vào vừa nói. Hôm qua con bé qua nhà tôi chơi, con bé đổi ý rồi, không chịu theo tôi về Mỹ nữa. Nghe cậu Tú nói vậy, hai con người ác độc kia càng run sợ hơn. Chỉ có ông Hoàng là vẫn điềm tĩnh. Giây phút mà bóng dáng một cô gái bước vào đã trực tiếp làm cho bà Dung và cả công mặt mày trắng bệch đi, lộ nét sợ hãi thấy rõ. Cô gái từ trên xuống dưới giống y hệt như Nhi, chỉ khác là ánh mắt không hiền lành giống như con nhỏ, mà là một ánh mắt sắc lạnh đầy sự căm phẫn. Cô gái cất giọng nói chậm rãi, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về hai con người đã làm chuyện tội lỗi đêm hôm trước. Xin lỗi ba. Xin lỗi gì? Là do trước đây con không hiểu chuyện. Từ nay về sau, cứ xem như gia đình chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới nha. Được không ạ?
Di Dung. Con hiểu chuyện được vậy là tốt. Ba không giận con đâu. Nhìn gương mặt của cô gái này, bà Dung không nhịn được nữa, xin phép ông Hoàng rồi kéo gã công đi ra ngoài. Cô gái cũng cùng với cậu Tú đi lên phòng, bỏ lại ông Hoàng ngồi một mình ở dưới nhà. Em ở trên trời, có linh thiêng thì phù hộ cho quan hệ của con Di với Dung thêm tốt nha. Ở trên phòng của Nhi, cánh cửa vừa được khép lại thì cô gái đi cùng với cậu Tú đã không nhịn được mà rơi nước mắt. Gương mặt bình tĩnh của cậu Tú cũng chuyển sang đỏ bừng tức giận. Cô gái thì căm giận, gằn lên từng chữ nghe chua chát vô cùng. Ba, không ngờ chúng ta lại hội ngộ trong cái hoàn cảnh như vậy. Thật là chua chát mà. Sao ba tàn nhẫn như vậy? Cậu Tú ngồi xuống giường, tay cầm lấy bức ảnh của Nhi ôm vào lòng mà khóc lên nức nở. Dì ơi, cậu xin lỗi con. Nếu cậu đưa con đi sớm hơn thì con đã không phải thành trai như thế này. Cậu à, đừng khóc nữa. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải giúp cho em gái con báo thù. Con ở đây có an toàn hay không? Cậu lo. Đừng lo cho con. Con là chị của nó mà. Con phải đổi lại công bằng cho em gái của mình. Cậu giữ đoạn ghi âm đó thật kỹ. Đó là lời trăn trối cuối cùng của con bé, cũng là bằng chứng rất quan trọng. Nhưng mà Ly à, con phải thật cẩn trọng đó. Cậu đừng lo quá. Từ bây giờ con không phải là Trần Quỳnh Ly. Con là Trần Quỳnh Nhi. Tất cả những người làm tổn thương em gái của con nhất định phải trả giá. Nói chuyện một lúc lâu nữa thì cậu Tú cũng rời đi. Trước khi đi, cậu cũng không quên lấy một thứ gì đó ở phía cái chậu hoa gần cửa sổ mà đem theo. Ly ngồi trên giường, trong đầu bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ. Vốn ban đầu cô định về Việt Nam là để đoàn tụ với em gái, không ngờ mọi chuyện tệ hại đến mức này. Nhi à, em yên tâm mà an nghỉ đi. Một thời gian nữa chị sẽ đưa em với mẹ về đoàn tụ với ông bà ngoại. Chị cũng hứa với em là sẽ khiến cho mấy người họ sống không bằng chết. Ngày hôm sau, Ly ôm laptop xuống phòng khách. Đúng lúc ông Hoàng vừa đi làm về. Ly ngồi xuống đối diện với ba mình. Cô chăm chăm nhìn ông. Trong lòng chẳng có cảm giác gì gọi là yêu thương, mà chỉ thấy chán ghét và thù hận. Con đồng ý chấp nhận gì chung rồi sao con? Dạ. Ly nói một cách bình thản, rồi lại chăm chú soạn văn bản trong máy tính. Ông Hoàng cảm thấy con gái có chút khác lạ, nhưng rồi cũng không để tâm lâu, chỉ hỏi qua loa thêm mấy câu rồi quay lên phòng. Cùng lúc đó, tại một bãi đất hoang sơ nằm phía sau một khu rừng, hai con người độc ác kia đang vô cùng hoang mang và sợ hãi khi thấy cái xác của Nhi đã biến mất rồi. Anh ơi, không lẽ nó thành quỷ rồi sao? Bà điên hả? Chúng ta có bùa trong người, không một con quỷ nào dám lại gần đâu. Nhưng mà rõ ràng nó đã chết rồi mà. Con nhỏ ở trong nhà là tại sao chứ? Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải giữ bình tĩnh. Bà cứ giả vờ như không có chuyện gì đi, nhưng mà cũng phải đề phòng con nhỏ đó. Đúng rồi, tuy gương mặt với giọng nói nó giống nhau, nhưng mà ánh mắt nó nhìn chúng ta đáng sợ lắm. Gã công mặc kệ cho bà Dung liên thuyên, gã châu mày, trong lòng có chút sợ hãi bắt đầu len lỏi khắp thân thể.
Trong bữa cơm tối hôm đó, Ly chọn ngồi đối diện với bà Dung. Bà ta lo sợ nên cứ vừa ăn vừa liếc cô. Tay cũng rung đến mức không cầm nổi cái chén. Ông Hoàng thì trong bụng đang vui lắm, khi thấy đứa con luôn chống đối, nay lại ngồi ăn chung cơm với mình. Do thằng Nam đi về bên nhà ngoại, cho nên bàn ăn chỉ có ba người. Mỗi người có một suy nghĩ riêng của mình, nên chẳng ai nói chuyện với ai. Đêm đó bà Dung có vẻ vẫn còn ngủ ngon được, nhưng gã người tình của bà ta thì lại chẳng được may mắn như thế. Cái nhậu say xỉn về đến nhà thì đã vội chạy vào nhà vệ sinh để ói. Xong xuôi, gã lại đi lại chỗ bồn rửa tay. Vừa xả nước rửa mặt một lần thì khi ngước lên, gã lại giật bắn mình khi thấy có một cái bóng đứng ở phía sau lưng. Tưởng rằng nhậu xỉn hoa mắt, gã lấy tay dụi vài cái. Không có gì, mình sai cho nên hoa mắt thôi. Gã không rửa mặt nữa, bỏ ra ngoài. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì đã bị một thế lực nào đó đẩy mạnh ra sau, làm gã té bật xuống nền gạch lạnh lẽo. Công nhân nhó mặt mày định đứng lên thì rầm một tiếng, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Gã bắt đầu thấy sợ, vô chạy tới vặn tay nắm cửa liên tục. Đứa nào đó, con ra đây, ông đập chết mẹ mày. Không một tiếng đáp lại, gã hoảng tới mức tỉnh cả rượu. Cái bóng đèn bắt đầu chớp tắt liên hồi. Kèm theo đó là giọng của một người con gái, nghe thê lương não nề lắm. Chú ơi, con đau lắm. Chú làm con chảy máu rồi. Giọng nói vừa ngưng, gã công đã sợ tới tột đỉnh, miệng không thể thốt được thành lời. Trước mắt gã, nói đúng hơn là trong tấm gương kia, một hình hài người con gái vô cùng tởm lợm đang nhìn gã chăm chăm. Cổ đứa con gái ngoẹo sang một bên, máu theo đó mà chảy ra xối xả. Hai con mắt sâu hun hút đang treo hai con ngươi lầm thầm rồi bỏ lúc nhúc. Nó nở ra một nụ cười ngoác tới tận mang tai mà nhìn gã. Gã công chỉ kịp trợn mắt ú ớ vài tiếng thì đã bị thân hình tổm lộm từ trong gương phóng ra búp chặt lấy cổ. Tao cho mày chết trước, rồi sau đó sẽ tiễn con mụ kia theo mày. Một tiếng sét đánh ngang trời làm sáng trực lên một khoảng giữa màn đêm. Nữ quỷ cười lên một cách thỏa mãn, kết thúc một cuộc đời đầy khốn nạn của gã đàn ông độc ác kia. Sáng hôm đó bầu trời không trong xanh như mọi ngày, hôm nay nó mang một màu u ám lạ thường. Ly đứng ở cửa sổ, lặng im mà nhìn về phía xa xa. Từng cảm xúc chôn sâu tận đáy lòng dường như đang chực chờ để phát tiết hết ra bên ngoài. Nhưng Ly đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô phải đi xuống nhà để quan tâm người mẹ mới của mình nữa chứ. Ly ngồi xuống ghế, lấy rổ rau ra bắt đầu lặt. Bà Dung thấy cô thì liền có biểu cảm e dè, không dám nhìn thẳng. Dì ơi à, hả? Bà ta giật mình nhìn Ly. Ly cười. Bạn con á, nó cứ bắt con phải sống tử tế chứ nó, trong khi nó sống chẳng ra làm sao hết cái gì. Ôi, ai tử tế chứ con thì con tử tế lại. Còn mà cái loại khốn nạn mà bắt con tử tế hả? Ừ, thì tử đi rồi con tế. Vậy ha. Câu nói rất bình thường của Ly thôi, nhưng khiến cho bà Dung chột dạ. Bà ta cố chặn ra một nụ cười rồi tiếp chuyện với cô. Sao con lại nói vậy? Bạn biết bạn buồn đó. Nó không có biết buồn đâu gì á. Nó hả? Cái nết chẳng ra gì, thích làm người thứ ba chen chân vô gia đình người khác. Đã thấy nó còn mang cho mình cái mặt nạ thiên thần, mà tâm can thì như ác quỷ vậy đó gì. Nói xong Ly liền cười, một nụ cười có chút kinh dị.
Bà Dung lúc này cũng đang rất sợ. Ly càng đắc ý hơn. Con lật đau xong rồi. Xin phép gì, con ra sofa xem tivi nha. Nhìn bóng lưng của Ly rời đi, bà ta liền thở phào nhẹ nhõm, vội móc trong túi ra điện thoại gọi cho gã Công. Nhưng liên tiếp 5 cuộc gọi, gã đều không bắt máy. Bà ta trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an. Ly bảo là xem tivi, nhưng thực chất là mắt cô chỉ chăm chú nhìn vào chiếc màn hình trên tay mình. Một dòng tin nhắn hiện lên, kèm theo một đoạn video dài 8 phút. Video này cậu trích xuất từ camera mà lúc trước chúng ta cho người lén gắn tại nhà của Lão Công đó. Vi cười mỉm, nhanh tay nhắn lại. Nhìn ông ta thảm quá cậu ha. Cậu cũng không ngờ vì nó vẫn chưa siêu thoát mà về trả thù. E rằng con Dung kia cũng không thoát được đâu. À mà lúc xem camera, cậu còn chụp được mấy tấm hình, để cậu gửi cho con xem. Ly vừa nhìn thấy mấy tấm hình thì cô đã vô cùng sửng sốt vì nó quá kinh tởm. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay. Đăng xuất khỏi tài khoản Facebook, cô liền đăng nhập một tài khoản mới với cái tên lạ. Cô không ngần ngại gửi hết số ảnh lúc nãy cho bà Dung. Sau đó Ly ung dung ngồi trên sofa, bắt đầu quan sát biểu cảm của mụ dì ghẻ độc ác kìa. Bà Dung khi vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh, hai mắt liền trợn to lên hết cỡ, tay vội bụm miệng, thiếu điều muốn gặp người nôn ói đi. Gã Công trong hình chỉ còn là một thi thể đầy máu me, cổ mẹo sang một bên, lồi cả xương trắng ra ngoài. Trên gương mặt của gã ta còn nguyên nét kinh hoàng, cứ như nhìn thấy thứ gì đó kinh sợ lắm. Bà Dung vội cất điện thoại đi. Bà ta lẩm bẩm. Bình tĩnh trước đã. Ông ta chết cũng tốt thôi. Mọi bí mật của mình sẽ không có ai biết hết. Bà ta vừa nghĩ vừa cởi tạp dề ra, dặn dò Ly vài ba câu rồi rời đi. Nhi à, con coi nấu cơm giùm gì nha. Dì đi công việc chút. Dạ. Ngoài mặt vui vẻ cười là như thế, nhưng trong lòng Ly lúc này đang rất căm phẫn. Cô nhìn theo bà Dung mà oán hận nói. Tôi sẽ không để bà chết sớm vậy đâu. Em gái tôi cũng tạm thời tha cho bà. Tôi còn muốn những chuyện xấu của bà được tất cả mọi người biết đến. Lúc đó cho dù bà có chết đi thì vẫn sẽ còn chết chơ muôn đời. Bà Dung ra khỏi nhà liền bắt xe lên Hòa Bình. Xe khách dừng ở khu phố huyện nghèo Đà Bắc. Bà ta đem theo vẻ mặt lo lắng đi khắp nơi hỏi đường đến bản Mường Ao Tá để tìm thầy Lục. Bà Hàng Nước gai gai người, nhìn thấy cái bóng của bà Dung đổ dài dưới ánh hoàng hôn nửa vàng nửa đỏ. Nó ma quái đến kỳ dị, tựa như có hai hình bóng đang xen lẫn vào nhau. Bà Dung đi một lúc lâu thì đã đứng trước mặt thầy Lục, một người đàn ông nôm tầm thường như bao người đàn ông trung niên khác. Vậy mà dưới cái dáng vẻ tầm thường ấy lại là đệ tử chân truyền của thầy Pháp cao tay nhất xứ này. Thầy Lục đưa điếu thuốc cuốn trên tay rít một hơi, nhả khói quanh quất. Ông nói: Bà về đi, ta không giúp được gì bà đâu. Bà Dung như mất bình tĩnh, nói với giọng van xin: Xin thầy hãy giúp con, tiền bạc không thành vấn đề đâu mà. Nghiệp bà gây ra bà tự gánh lấy, nhân quả báo ứng không phải là không đến, chỉ là nó sớm hay muộn mà thôi. Còn nữa, ta hành pháp giúp người không phải vì tiền của. Bà đừng nghĩ có tiền là sẽ có được tất cả. Ta chỉ có thể khuyên bà nên hành thiện tích đức nhiều một chút. Bà không còn nhiều thời gian nữa đâu. Còn bây giờ mời bà về cho. Thầy Lục khép chặt cánh cửa nhà lại, mặc kệ bà Dung vẫn đang đứng bên ngoài với vẻ mặt vô cùng lo sợ. Bà ta hết cách đành lủi thủi đi về. Các ngày hôm nay đến bao nhiêu chỗ, gặp bao nhiêu thầy, họ cũng không đồng ý giúp, dù cho bà ta có đưa bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Trở về nhà hôm đó, bà ta nằm vắt tay lên trán, bắt đầu suy nghĩ.
có lẽ đi chùa nhiều rồi thì mình sẽ không sao thôi. Còn con Nhi kia, tốt nhất mình cũng nên tránh xa nó ra. Bà ta cứ thế mà trầm tư, không để ý rằng ông Hoàng nằm kế bên, dù đang ngủ, nhưng mồ hôi cứ chảy ra ướt khắp mặt mày ông ta. Ba ơi, sao ba không thương con vậy ba? Con muốn có tình thương, muốn được ba tổ chức sinh nhật, con muốn được ba quan tâm khi bệnh mà. Ba ơi, con đau, con tủi thân lắm. Ba không thương con, ông bà nội cũng không thương con, chỉ có mẹ là thương con thôi. Đúng rồi, chỉ có mẹ là thương con thôi. Theo sau cái giọng nói thê lương là một giọng cười khanh khách đến đáng sợ, cứ thế mà lặp đi lặp lại trong giấc mơ của ông Hoàng. Ly hôm đó ngủ không ngon, nên hôm sau cô thức sớm lắm. Lúc bấy giờ chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng, Ly đã đành xuống giường. Đứng ngoài sân tưới mấy cái cây, Ly cũng chẳng chăm chú được vì mãi đuổi theo những suy nghĩ trong đầu của mình. Tưới được một lúc thì cô cũng bỏ cái vòi nước xuống. Vừa định vào nhà thì đã bị ai đó úp một thùng nước lên trên đầu. Không, đó không phải là nước. Ly cảm thấy nó cứ nhớp nháp, kèm theo một mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi. Cơn tức giận đã lên tới cực độ. Khi mà vừa nhìn thấy bóng dáng của bà Dung cùng với một đứa con gái xem chừng cũng bằng tuổi mình, Ly đã kịp lấy lại bình tĩnh. Cô cất giọng có chút hốt hoảng. Gì, sao gì? Xin lỗi nha, cái vần cháo gì nó không cẩn thận làm đổ lên người con. Không sao, để con lên phòng thay đồ đó. Đợi Ly đi khuất, bà Dung liền quay qua nói với đứa cháu của mình. Con có chắc đó là máu chó mực hay không? Con chắc chắn mà, chính tay cũng đứng xem người ta lấy máu mà. Thấy cháu mình nói như thế, bà Dung rơi vào trầm tư. Con Nhi không bị máu chó mực làm cho tổn hại, tức là nó không phải là hồn ma. Nhưng rõ ràng đêm đó gã Công đã chôn xác Nhi xuống đất, sao con nhỏ lại trở về như chưa từng có chuyện gì? Hay là nó được cậu tuống của nó cứu? Nhưng nếu như vậy thì tại sao vết rạch trên cổ của nó không để lại dấu vết gì chứ? Vân nhìn theo bóng lưng của Ly rồi dục dì mình. Tôi vô nhà đi dì, ngoài này nắng muốn bể đầu rồi. Con cái chắc là con nhỏ kia đang điên tiết lắm. Bà Dung chỉ đáp máy móc rồi đi theo đứa cháu gái đanh đá vào nhà. Trong lòng vẫn không thôi suy nghĩ về đứa con gái riêng của chồng. Đi vào phòng tắm, gột rửa hết những thứ dơ bẩn vừa bị tạt lên người. Dòng nước mắt lạnh cuốn trôi đi tất cả. Cũng là lúc trong gương xuất hiện một bóng người. Người đó nhìn Ly bằng ánh mắt vô cùng buồn bã, khẽ nói. Ly à, mẹ biết con muốn trả thù cho em, nhưng mẹ không đành lòng để đứa con còn lại của mẹ bị người ta hành hạ như thế này được. Ly nhìn mẹ mình, đáy mắt dâng tràn một nỗi xúc động khó tả. Cô cảm ơn ông trời vì đã cho mình một đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không sao thấy được. Nhờ vậy mà bây giờ cô mới có thể thấy mẹ, thấy em gái của mình. Mẹ ơi, con không sao đâu. Mẹ đừng tự trách mình. Con biết do trên người bà ta có bùa, cho nên mẹ mới không thể làm gì bà ta, nên bà ta mới hại chết được em Nhi. Nhưng mà con không trả thù á, thì em gái cũng tự mình trả thù thôi. Bà ta có bùa mạnh lắm, Nhi con bé. Mẹ, Nhi nó bị oán hận mà hóa quỷ rồi. Con bé cũng đã giết chết gã Không rồi. Bà Lan nghe vậy thì đau xót lắm. Hèn gì mà Nhi con gái của bà cả cơ thể tỏa ra nhiều quỷ khí như thế. Bà nhìn Ly, lúc này cô mới nói tiếp.
con bé hôm trước có hiện ra cho con gặp mặt á. Con khuyên nó đừng giết bà ta, hãy để cho con phanh phui mọi chuyện, cho con bé muốn làm gì thì làm, kể cả giết bà ta cũng được, con không cản. Nhi nó chấp nhận rồi. Nói xong, Ly lại nhìn về phía gương, nhưng bóng dáng của mẹ đã biến mất. Trong gương bây giờ chỉ phản chiếu hình ảnh của cô. Ly khẽ cười, nói bằng một cái giọng trầm khàn. Cứ vậy để cho bà sống thoải mái quá rồi, khiến bà thấy ngứa ngáy khó chịu, làm ra mấy cái trò như thế này. Vậy thì kết thúc sớm một chút đi. Tắm gội sạch sẽ xong, Ly liền đi xuống nhà, trên tay còn đem theo cái máy tính. Nhìn thấy Vân đang ngồi ghế sofa tự nhiên như nhà mình, Ly liền đi đến ngồi đối diện. Thấy Ly, nhỏ Vân khó ưa đó liền lên tiếng vị bán. Nè, cái con mất mẹ kia, mày vẫn còn mặt mũi sống ở đây đó hả? Sao không chết cùng với con mẹ mày luôn đi? Im đi. Ly không muốn gây sự, cô nói bằng một ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng lại có chút không được vui. Tao không im nếu mày làm được gì tao. Mất mẹ thì tao nói mất mẹ. Với lại bây giờ chủ nhân căn nhà này là dì của tao, mày nên khôn hồn đi, chứ không thì có ngày bị đuổi cổ đó. Ly đặt máy tính xuống, mặt cô bây giờ đã đanh lại. Sự bình tĩnh từ nãy tới giờ đã bị cái con điên tên Vân này phá hết rồi. Quát chó lúc nó đang sủa thì nó còn biết im. Đằng này tao đã rất tử tế với mày, thế mà nói mày lại chẳng nghe, chứng tỏ mày còn thua cả con chó nhà tao nữa. Sống như thế nào cho nó thơm lên một chút đi, đừng có làm rác rưởi bốc mùi thối cho xã hội này. Mày, cái con điên này, mày dám chửi tao hả? Vân định lao lên đánh Ly, nhưng cô đã kịp dùng tay mình chặn tay con nhỏ lại, không quên để lại mấy lời cảnh cáo. Tiền rách dán lại vẫn còn có giá trị, nhưng cách thối nát, có xịt nước hoa vẫn sẽ nặng mùi thôi. Mày sống làm sao cho người ta nể, chứ đừng có để cho người ta khinh. Cuộc sống này đối xử với tao quá tệ bạc rồi, cho nên tao chẳng ngán cái đứa nào đâu. Mày mà không dừng lại, chưa biết chừng tao sẽ cho mày đi xe một chỗ ra nghĩa địa đó. Nói xong Ly cũng rời đi, chứ mà còn ở lại đây thêm một chút nữa, chắc cô xé xác con nhỏ láo toét này ra mất thôi. Vân nhìn theo bóng dáng Ly, tự dưng dâng lên chút sợ hãi. Con Nhi này, sao nó có thể tốt ra mấy lời như vậy chứ? Rời khỏi nhà, Ly liền đến thẳng nhà ông nội, cái nơi cũng đối xử không hề công bằng với em gái của cô. Chưa vào đến cửa nhà, Ly đã thấy thằng Nam đang được ông nội bế. Nó thấy cô thì liền chạy lại cứ như mừng rỡ lắm. Nhưng mà Ly đã lạnh lùng hất tay nó ra, mặc kệ cho ông nội đang nhìn. Ly liếc nó, điệu bộ chán ghét lộ rõ. Cô đi thẳng vào trong nhà đến chiếc bàn uống trà, liền không kiên nể mà ngồi xuống. Đi đâu đây? Giờ này không ở nhà làm việc cho dì Dung mày đi, qua đây làm cái gì? Ly vẫn dừng, cô không có một chút cảm giác gì, vẫn thông dong tự tại. Đến thăm nội, bác hai đi chơi rồi, con sợ nội già yếu ở nhà một mình không tốt cho lắm. Lý do lý trâu. Ly đột nhiên nghiêm túc, cô nhìn ông mình cất giọng nói rất buồn. Nhưng cô thừa biết sự buồn bã đó chỉ là đang cố giả vờ mà thôi. Cô không cần ông ta thương. Ly xoay xoay chén trà trong tay, nhìn xoáy vào ông nội, rồi hỏi. Nội à, nếu một ngày con không còn ở đây nữa, thì sao? Mày có ý gì đây? Không có gì hết, chỉ muốn nội trả lời thôi. Thì tốt chứ sao? Tao có thằng Nam là cháu đích tôn rồi, không cần mày đâu. Ông nói vô cùng điềm tĩnh, ngoài mặt Ly có chút không quan tâm, nhưng sao trong lòng có cảm giác khó tả lắm. Cô cong môi cười nhẹ lên,
nhìn lên bàn thờ nơi đặt di ảnh của bà nội. Bà nội cũng mất lâu rồi, sao ông nội vẫn còn ngồi đây ha? Rầm một tiếng, ông nội tức giận đập bàn một cái rất mạnh. Nhưng Ly chẳng quan tâm, cô cứ nhìn ông bằng cái vẻ mặt vô cùng thách thức. Không ai dạy mày, cho nên mày mất dạy phải không? Cút ra khỏi nhà tao, tao không có đứa cháu như mày. Ông không cần lo, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đó. À, ông cũng giữ sức khỏe đi, nếu không thời gian tiếp theo đây, khi tiếp nhận quá nhiều cú sốc, ông sẽ không chịu nổi mà đi theo bà mà. Nói xong, Ly liền quay người rời đi. Ông Trần ở phía sau đã đỏ mặt tía tai mà ngồi xuống ghế ôm ngực thở dốc. Ly đi được một lúc thì dừng lại trên một cây cầu, ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng phía dưới mà lòng cô dấy lên một tia đau khổ. Ngộ thật đó, cái gì bất công ấm ức đều đổ hết lên đầu chị em của mình. Cầu xin một cuộc sống bình thường vui vẻ hạnh phúc như bao người, khó lắm sao? Vừa nói mà nước mắt vừa chảy ra đến đáng thương. Không phải là Ly không thấy buồn, chỉ là nếu không kiên cường thì sẽ không thể nào tồn tại trong cái cuộc sống khắc nghiệt này được. Ly lau nước mắt, cô ngước nhìn lên cảnh tượng trước mắt mình. Mặt trời đang lặn dần sau mấy hàng cây trơ trọi lá. Hoàng hôn suy cho cùng cũng chỉ là những tia nắng mong manh từ nơi xa cố níu giữ chút ánh sáng lụi tàn. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đi về nhà. Đêm muộn, tiếng điện thoại reo lên làm cho Ly thức giấc. Alo cậu. Ly hả? Cậu nghe nói mấy ngày nữa ba con tổ chức sinh nhật cho con Dung đó, còn mời cả mấy người trong công ty nữa. Cậu nghĩ đó là thời cơ thích hợp để chúng ta kết thúc mọi chuyện đi. Ly đơ người sau câu nói của cậu, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dạ, con cũng không muốn tiếp tục nữa, con sợ sẽ quá điên lên mất. Đừng suy nghĩ tiêu cực nha con. Cậu với ngoại bây giờ chỉ còn có một mình con thôi. Cậu yên tâm đi ạ. Kết thúc cuộc gọi, Ly liền vào phòng vệ sinh. Không biết cô làm gì trong đó, nhưng khi bước ra thì giống như một con người khác vậy. Mái tóc dài ngang lưng đã biến thành một mái tóc ngắn vô cùng cá tính. Gương mặt không phấn son hàng ngày nay đã có thêm chút lớp trang điểm nhẹ. Xong xuôi, cô liền tiến lại phía chiếc máy tính đang để trên bàn, nhấn vào màn hình. Cô khẽ mỉm cười. Số bằng chứng mà cô và cậu đã tìm được sắp phải dùng tới nó rồi. Không chỉ bà Dung mà tất cả các người đều phải sống trong đau khổ. Những gì mà em tôi phải chịu đựng, tôi trả lại hết cho mấy người. Cất gọn máy tính vào một nơi kín đáo, Ly thong thả đi xuống nhà. Căn nhà bây giờ đầy người, nhìn sơ qua là biết họ đang chuẩn bị trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của bà Dung. Nhưng mọi thứ trong mắt Ly nó đều trở nên xấu xí. Chỉ có cái màn hình LED lớn ở giữa nhà là thu hút được cô. Ông Hoàng thấy Nhi thì có vẻ thân thiết hơn mọi ngày. Ha, xuống rồi hả con? Mau lại đây ngồi đi. Ủa mà Nhi, con cắt tóc hả? Dạ, nóng nực quá cho nên con cắt đi. Bà thấy tóc ngắn cũng được, hợp chứ con đó. Ly nhìn qua Vân. Hôm qua con nhỏ bị cô giáo huấn một trận, cho nên hôm nay không dám làm láo nữa. Bà Dung ngồi kế bên nó cũng đang nhăn mặt mà dùng tay xoa bóp cổ của mình. Con đã bảo chị đi khám rồi mà chị không chịu nghe. Khám rồi đó chứ, nhưng mà bác sĩ cứ bảo là chẳng bị làm sao hết, vậy mà không hiểu sao nó cứ mỏi quá. Nhi cười khẩy. Bác sĩ không biết bị cái gì là đúng rồi. Nếu bà ta biết được do Nhi ngồi trên cổ bà ta mới bị đau nhức như thế, thì bà ta sẽ như thế nào?
Gì à? Ông Hoàng đột nhiên đổi giọng đầy yêu thương. Dù sao cũng gần sinh nhật của dì Dung rồi, hay con gọi dì bằng mẹ một lần cho dì vui đi con. Không ạ. Ly không suy nghĩ nhiều, cô lập tức trả lời. Mặt ông Hoàng đanh lại, nhưng giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng. Dì ở với chúng ta cũng đã được 5 năm rồi mà, không lẽ con không có chút gì thương dì hay sao? Đột nhiên Ly cười lớn, khiến cho cả ba người ngồi đó giật mình. Cô đưa đôi mắt đầy suy tư, chăm chăm nhìn ông Hoàng. Con thương người ta thì người ta sẽ thương con hả ba? Con đừng có nói vậy. Dì Dung hiền lành, luôn yêu thương con. Con nên mở lòng với dì đi mà. Ly cười mỉa mai. Cô không thèm trả lời mà đứng lên đi luôn ra ngoài. Bà Dung lúc này cũng quay sang ông Hoàng, vẫn là cái giọng giả tạo đến phát chán. Thôi nè, chắc con bé nó vẫn chưa có quên được mẹ nó. Thiệt thòi cho em rồi. Một màn trước mặt đều thu vào tầm mắt của vong hồn bà Lan. Bà không khỏi đau lòng. Con mình lại chẳng thương, con của người ta thì nâng niu bảo vệ. Ông có đáng mặt làm cha hay không ông Hoàng? Tôi không làm gì được hai người, nhưng mà không có nghĩa là con tôi nó sẽ bỏ qua. Bà nói xong thì cũng liền tan biến đi. Phong hồn Nhi đang trên cổ bà Dung cũng tan biến theo mẹ mình. Ly đi ra tới sân thì đột nhiên khựng lại. Cô nhìn về phía mấy chậu hoa hồng. Một đám người đang tụ tập ở đó. Họ định đem mấy chậu hoa đó đi. Ly lớn tiếng ngăn cản. Nè, mấy người đem đi đâu vậy? Nghe tiếng gọi thì một người trong đám thanh niên liền quay sang nhìn. Thanh niên này trông có vẻ khá ưa nhìn. Dì Dung bảo chúng tôi đem nó đi, rồi thay bằng hoa khác, chuẩn bị cho sinh nhật của dì ấy. Cô hỏi làm gì? Bỏ xuống hết cho tôi. Đó là hoa mẹ tôi trồng, ai cho mấy người tùy tiện đem đi vậy? Thế Lì có vẻ tức giận. Thanh niên kia liền chau mày nhìn, trên gương mặt lộ ra vẻ chán ghét. Bà Dung bảo sao chúng tôi làm vậy? Cô đừng phá đám nữa, tránh ra cho chúng tôi làm việc đi. Tôi không tránh á. Các người mà không bỏ xuống thì đừng có trách tôi. Thấy sự việc đang dần trở nên căng thẳng, ba thanh niên còn lại cũng quay đầu sang hóng. Một thanh niên đứng gần cả hai liền lên tiếng nói nhỏ với bạn mình. Ê Huy, hình như con nhỏ nó là con của chú Hoàng đó. Nhưng mà tính cách nói chuyện ngang ngược hung dữ này không giống lợi mấy bà hàng xóm đồn cho lắm. Thanh niên tên Huy lúc này mới nhìn từ trên xuống dưới cả người Nhi, cảm thấy có chút khác biệt. Tính cách cô thể hiện ra nãy giờ khác xa với một con nhỏ hiền lành yếu đuối mà mọi người hay đồn thổi. Chúng tôi không nghe theo cô được, phiền cô tránh đi giùm đi. Các người có bị làm sao không vậy? Tôi nói chuyện nãy giờ rất đàng hoàng rồi đó. Nếu mà còn ngoan cố, tôi cũng có nhịn đâu. Cô lì quá vậy? Đã nói là không được mà. Ly vừa tiến tới đã bị Huy chặn ngay trước mặt. Cô điên tiết thề là chỉ muốn đánh cho cái đám trước mặt không còn sức để bò lết. Đột nhiên người thanh niên đứng gần mấy chậu cây la lên oai oái, rồi bỏ chạy luôn ra cổng. Ly nhìn lại thì thấy em gái mình đang đu trên chân người thanh niên mà ra sức ngắt nhéo. Mấy người còn lại thấy vậy cũng không biết chuyện gì xảy ra mà nhìn theo. Cho nên Ly dễ dàng tách người qua chỗ bọn họ, đi tới chỗ ba cái chậu kia. Ba người thanh niên đứng đó chăm chú nhìn Ly mà bất lực không thể ngăn cản. Nhìn thấy cô dùng tay trần chăm chút lại từng chậu hoa, họ cũng có chút mũi lòng mà rời đi. Hoa mẹ tôi trồng mà bà cũng dám cho người bỏ đi hả? Có lẽ bà ảo tưởng địa chỉ và quý quyền của mình quá rồi đó. Dọn dẹp xong xuôi, Ly cũng đi vào nhà. Vừa tới cửa thì cô đã thấy cái người tên Huy kia đang cùng với ông Hoàng nói chuyện. Định bụng rằng sẽ đi lên phòng luôn, nhưng cô bị ông Hoàng gọi lại. Mặc dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng. Dì à, chào anh đi con.
Đây là Huy nè, con trai của bạn làm ăn với ba đó, lớn hơn con 2 tuổi. Ly liếc anh ta một cái rồi dửng dưng không quan tâm. Con không có thiện cảm. Sao con lại nói vậy? Nói chuyện đàng hoàng lại coi. Mắc cái gì phải đàng hoàng với anh ta chứ? Anh ta dám động vô hoa của mẹ con, những cái chậu hoa mà 5 năm nay con luôn chăm sóc đó. Huy sừng cổ cãi lại. Cô nói chuyện nghe có lý được chút hay không? Chị Dung kêu tôi làm, chứ tôi đâu có tự ý đâu. Bà ta không có quyền động vô nó. Nó là tự tay mẹ tôi trồng và tự tay tôi chăm sóc từ lúc mẹ tôi mất đi. Ông Hoàng bị bẻ mặt, liền tức giận tát cho Ly một cái, khiến cho má cô đỏ bừng lên. Huy ở bên cạnh cũng giật mình sững sờ mà nhìn cả hai. Ly không thèm khóc, cô đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ông Hoàng. Tôi nói lại một lần cuối, cái gì của mẹ tôi thì bà ta đừng hòng mà động vô. Nếu ba còn dung túng cho bà ta phá hoại đồ của mẹ tôi thì đừng trách sao tôi quá vô tình. Nói xong cô liền quay lưng đi ra ngoài. Ông Hoàng ái ngại, chỉ biết đứng nhìn theo, rồi quay qua nói với Huy. Con đừng có để ý. Tính cách của con bé dạo này đột nhiên không có được như lúc trước nè. Mặc kệ cho bên ngoài xảy ra một trận cãi vã, thì bên trong phòng của bà Dung, bà ta vẫn đang lựa lễ phục cùng với trang sức. Nhìn mình trong gương, bà ta vui vẻ mà cứ cười mãi. Không hiểu vì sao mấy ngày hôm nay bà ta ngủ ngon vô cùng, mặt mày vì thế cũng có sức sống hơn hẳn. Không lâu nữa thôi, mình sẽ đường đường chính chính có cơ hội đuổi con quỷ nhỏ kia đi ra. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mình sẽ theo kế hoạch giả vờ như nó muốn giết mình. Nhà báo với cánh phóng viên có mặt tại bữa tiệc sẽ cho nó sống không bằng chết. Vừa nói bà ta vừa cười lên khùng khục. Nhưng đột nhiên bà ta cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, nụ cười cũng tắt ngúm đi. Bóng dáng của Nhi ở phía góc phòng hiện ra, nhìn bà ta chậm chập. Cũng may bà ta không nhìn thấy, chứ nếu không cũng sẽ lăn đùng ra mà chết ngay tại chỗ mất thôi. Lúc này Ly đang ở nhà của cậu Tú. Cô thắp nhang cho Nhi xong, liền bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc ngày mai. Chúng ta không cần gọi phóng viên hay nhà báo đâu cậu, bà ta gọi sẵn rồi. Ly à, chút nữa bạn cậu qua, con đưa bằng chứng đi nha. Chúng ta giữ một bản copy thôi là được rồi. Không đợi hai người chờ lâu, một chiếc mô tô dừng ngay trước cổng nhà. Bước vào bên trong là một người khá đẹp trai, khí chất trông rất ngầu. Anh ta vừa vào đã lên tiếng. Cháu mày hả Tú, xinh gái quá ha. Cậu lườm người kia một cái rồi nói, bước nhảy đi, vô chuyện quan trọng nè. Ly đưa ra một tệp hồ sơ và hai cái USB rồi giải thích. Đây là hình ảnh thi thể của Nhi và hai chiếc USB chứa được bằng chứng. Một là video thú tội mà cậu Tú trích xuất được từ camera, còn một cái là từ camera cho Nhi gắn. Cô bé giống định trước khi rời qua Mỹ sẽ phanh phui chuyện ác của bà Dung, nhưng mà không ngờ. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp hai người. Mình à, mày giúp tao một chuyện nữa. Đợi đến lúc cháu tao công khai mọi chuyện thì mới hành động được hay không? Được chứ, tin tao đi. Chỉ cần có bằng chứng thì bà ta không thể nào ung dung ngoài vòng pháp luật được đâu. Cuối cùng thì ngày mà Ly mong chờ nhất cũng đã đến. Tối đó cô ngủ luôn ở nhà cậu Tú mà không trở về nhà. Cậu Tú đã để ý rằng ngay từ lúc sáng tâm trạng của Ly đã vô cùng tốt. Tâm trạng sao rồi? Dạ, thoải mái lắm. Hết năm nay thôi, con sẽ được đưa tro cốt của mẹ cho em rời đi rồi. Ly à, con muốn làm gì cũng được, cậu đứng sau bảo vệ cho con. Dạ, con không làm gì quá mức đâu, chỉ đòi lại đủ công bằng cho em gái của con thôi. Nói xong,
Ly liền cùng cậu Tú lên xe rời đi. Một lúc sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước cổng căn biệt thự. Ly nhìn thấy một đám phóng viên cùng với nhà báo thì vui lắm. Cô đi thẳng vào trong nhà, đến trước mặt ông Hoàng thì liền dừng lại, ra vẻ hiền thục nói: Ba, con xin lỗi, do kẹt xe cho nên con tới trễ. Không sao, tiệc một lúc nữa mới bắt đầu mà. Ba. Hôm nay con sao vậy? Khi tiệc bắt đầu, ba cho con lên nói vài lời được không? Con muốn cảm ơn dì mấy năm nay đã chăm sóc cho con. Cũng được chứ. Ly nở một nụ cười, rồi đi vào phòng khách cùng với ba. Ở phòng khách đã xuất hiện rất nhiều người: ông nội, các đối tác lớn, còn có cả mẹ của bà Dung. Khi cô đi tới, thì được ba đẩy cho ngồi bên cạnh Huy. Giới thiệu với mấy anh, đây là con gái của tôi, Quỳnh Nhi. Con chào mọi người. Con gái càng lớn càng giống chị Lan, xinh đẹp lắm đó. Ba của Huy là ông Hào, vốn quen cá thân với mẹ của Ly, cho nên cũng không thích bà Dung lắm. Nhưng trái ngược với ông, thì vẻ mặt của những người cổ đông lại khá bình thản, không quan tâm đến câu chuyện phím này. Ông Hào quay qua nói cười vui vẻ với Ly: Hẹn Nhi à, đây là con trai của bác và Huy, hai đứa làm quen với nhau đi. Ly nhìn người con trai bên cạnh. Từ lúc anh ta dám phá hoa của mẹ, thì ấn tượng dành cho người thanh niên này trong mắt cô vô cùng tệ. Có đẹp trai đi chăng nữa cô cũng không thích. Huy nhìn Ly từ trên xuống dưới, rồi ghé sát tại cô mà trêu chọc: Nè, hôm nay không hung hăng như hôm qua nữa hả? Im đi, nếu như không muốn tôi chửi anh ạ. Cái đồ hung hăng. Cá miệng. Bạn nói chuyện thì thầm của cả hai tới đó thì dừng. Ly không muốn đôi co nhiều. Việc quan trọng bây giờ của cô là phải thật bình tĩnh, để có thể làm cho kế hoạch thành công một cách hoàn hảo. Cuối cùng thì thời điểm mà Ly chờ đợi cũng tới. Khách đã đến đầy đủ. Các chiến sĩ công an cùng với nhà báo và phóng viên đã yên vị ở chỗ của mình. Bà Dung cùng với ông Hoàng bước ra chào khách vô cùng vui vẻ. Thằng Nam cũng được ông nội cưng chiều mà giữ khư khư bên người. Ly nở một nụ cười buồn. Mọi thứ sắp kết thúc rồi, nhưng mà lòng cô nặng nề quá. Ly bước từ từ ra sân khấu phía trên. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía cô. Ly chỉ nhìn về một hướng, đó là hướng mà bà Dung đang ngồi. Anh Minh cảnh sát cũng giả làm phóng viên ngồi ngay sau bà ta. Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn vì mọi người đã đến đây đông đủ để dự sinh nhật của chị Dung. Đồng thời cũng là một bữa tiệc để tiết lộ sự thật. Ly vừa nói xong thì đã nghe tiếng bàn tán xôn xao phía dưới. Thậm chí con Vân còn định lao lên để lôi cô xuống. Nhưng tất cả mọi hành động và lời nói của những người bên dưới đều khựng lại. Khi màn hình chiếu phía sau, có hai tấm ảnh được chiếu lên. Đó là ảnh của Nhi. Nó nhắm chặt hai mắt, mặt mày trắng bệch, trên người là chiếc váy trắng loang lổ máu. Mọi người không cần bất ngờ gì đâu. Đó là một sự thật tôi muốn công bố cho mọi người được biết. Tôi không phải là Quỳnh Nhi. Tôi là Quỳnh Ly, chị gái song sinh của con bé. Máy ảnh nháy lên liên hồi. Lúc này những người ngồi bên dưới đã trở nên hoang mang rồi. Ông Hoàng mở lớn hai mắt, chạy lên sân khấu chỗ Ly. Cái gì? Song sinh gì? Mày muốn bài trò gì Nhi? Chắc là mọi người còn đang thắc mắc, vì sao lại không ai biết đến việc song sinh đúng không? Năm đó mẹ tôi mang thai, ông Hoàng đây liên tục bảo là đi công tác. Trong suốt quá trình mang thai mẹ tôi luôn một mình. Trong một lần trên đường đến bệnh viện, mẹ tôi đã vô tình thấy được xe của ông ta đang chở một người phụ nữ vào khách sạn. Mẹ tôi sốc lắm, nhưng chỉ nghĩ là nhìn nhầm thôi. Cho đến khi khám thai, phát hiện được thai đôi, bà ngoại đã kêu mẹ tôi đưa một đứa cho bà nuôi. Mẹ tôi lúc đầu đã từ chối,
Nhưng khi nhìn thấy những tấm ảnh mà thám tử chụp được cảnh ông Hoàng ngoại tình thì mẹ tôi đồng ý. Lúc còn sống, mẹ và em gái vẫn thường xuyên liên lạc và qua Mỹ thăm tôi. Chỉ có điều chúng tôi không hề nói cho người đàn ông bạc tình kia biết mà thôi. Ông Hoàng đờ người ra. Ông ta đi đến, lắc mạnh vào vai Ly mà gào lên. Thôi đi, nếu con là con gái của bà thì Nhi đâu? Con bé đâu rồi? Mấy tấm ảnh đó là sao? Ly đẩy mạnh ông ta ra. Cô lùi về sau vài bước. Cùng với màn hình chiếu xuất hiện một đoạn video, nhưng nó không được phát lên. Ly lại cất giọng. Chưa xong đâu. Ông gấp gáp cái gì chứ? Cái chết của mẹ không phải là tai nạn, mà là do ông. Ông cùng với người đàn bà độc ác kia hại chết mẹ tôi, hại luôn cả em gái của tôi. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ bà Dung. Máy ảnh máy quay cứ thế mà quay chụp lại hết tất cả. Bà Dung lúc này ngồi ở dưới đã lo sợ lắm rồi. Bà ta toan đứng lên thì bị anh Minh ấn lại xuống ghế. Video cũng được Ly cho bật lên. Trong video là hình ảnh gã công bê bết máu đang sợ hãi, khiến cho không khí bữa tiệc càng trở nên im lặng. Tôi nói rồi mà, đừng giết tôi. Tôi là người tình của Dung, cũng là người đã được mua chuộc để gây ra tai nạn cho bà Lan. Tôi chỉ Dung còn có một đứa con nữa, là thằng Nam. Thằng Nam nó không phải là con ông Hoàng đâu. Mấy hôm trước Dung gọi tôi qua nhà để tôi cưỡng hiếp con Nhi. Con nhỏ đó sao cũng tự sát chết rồi. Chỉ là tôi không hiểu tại sao ngày hôm sau lại có thêm một con Nhi nữa xuất hiện. Đừng lại đây, xin hãy thả cho tôi. Màn hình phát ra tiếng la hét thất thanh. Mọi người ai nấy đều thấy rõ có một cái bóng vừa lao lại phía gã công. Ông Hoàng lúc này đã suy sụp đến cực độ. Ông ta ôm mặt mà khóc lên rắm rứt. Cậu Tú thấy vậy liền đi ra đuổi hết mấy người khách kia về, chỉ cho những người liên quan trong gia đình được ở lại. Mấy anh cảnh sát dẫn bà Dung cùng với mọi người vào trong nhà. Đám phóng viên nhà báo thấy đã đủ tư liệu hot cho nên cũng rời đi. Ly lúc này ngồi trên ghế. Cô chậm rãi nói mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Tôi chuẩn định về đây để đưa Nhi nó rời đi, nhưng mà tôi về quá trễ rồi. Ông trời cho tôi đôi mắt có thể nhìn thấy ma. Anh kia em gái vừa mất, tôi liền thấy được vong hồn của nó. Con bé Bảo sẽ dẫn đường cho tôi và cậu đi tìm xác. Con chỉ dẫn cho tôi cách thu thập bằng chứng. Nhi nó còn bảo rằng nó định trước khi đi Mỹ cùng cậu sẽ vạch trần bộ mặt của bà Dung, nên đã để một cái camera ẩn trong chậu cây. Không ngờ thứ ghi được lại là tội ác của hai con người tán tận lương tâm này. Tôi đã đưa nó cho cảnh sát cùng với rất nhiều bằng chứng khác nữa. Trước khi Nhi tự sát đã gửi cho cậu một đoạn ghi âm đó. Ly ấn mở đoạn ghi âm trong điện thoại lên. Ông nội cùng với ông Hoàng nghe đến đâu nước mắt cứ rơi ra tới đó. Còn bà Dung thì không còn lời gì biện minh cho mình được nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống mà lặng thinh. Chị Hai, cậu, Nhi xin lỗi hai người. Dung tưởng xin tôi cùng với hai người vui vẻ đoàn tụ với ông bà ngoại, nhưng mà con không còn mặt mũi nào đi gặp mọi người được nữa. Bà ta cho người cưỡng hiếp con nhục nhã lắm. Ba với ông nội đã không cần con, bây giờ mà biết con bị làm nhục, gia đình sẽ giết con mất. Đoạn ghi âm tiếng thúc thích của Nhi đến đó thì dừng lại. Ông Hoàng từng bước tiến lại gần bà Dung. Tôi đối tốt với cô như vậy mà cô nỡ lòng nào hành hạ con gái tôi ra nông nỗi như vậy sao? Đã thế còn dám lừa dối tôi.
bắt tôi nuôi con của nhân tình cô bấy lâu nay. Cô đúng là con nàng bà đê tiện độc ác mà. Thấy ông Hoàng đang dần mất bình tĩnh, cậu Tú liền ra hiệu cho Vân đưa thằng nhóc Nam lên lầu. Cảnh sát cũng áp giải bà Dung về đồn. Bây giờ chỉ còn lại người nhà giải quyết những chuyện cuối cùng với nhau. Ông nội run run người đi lại chỗ Ly, nhưng cô lạnh lùng né tránh đi. Ly chỉ nói một câu rồi quay lưng đi thật nhanh. Ngày mai tôi quay lại lấy tro cốt của mẹ tôi, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của hai người là rời đi mãi mãi và không làm phiền gì hai người nữa. Ông Hoàng nhìn di ảnh của bà Lan mà bật khóc nức nở. Tôi xin lỗi mình. Tôi làm ba mà còn không biết mình có hai đứa con gái, không tin lời con mình để con bé bị hại chết rồi. Tôi đáng chết mà. Chỉ tại tôi, tại tôi trọng nam khinh nữ. Tôi cứ nghĩ có đứa con trai nói dối là đủ. Giờ thì mới hiểu ra được mọi chuyện. Mình và con tha thứ cho tôi. Ly à, tha thứ cho ba. Ba xin lỗi. Ly bước đi mà lòng đầy chua xót. Xin lỗi sao? Câu xin lỗi thốt ra sao nghe nhẹ nhàng quá. Xin lỗi rồi thì Nhi có sống lại được hay không? Mọi chuyện có trở nên tốt đẹp được như trước nữa hay không? Ngay ngày hôm sau, báo đài lập tức rầm rộ đưa tin về vụ việc. Hàng trăm tờ báo cùng với những tựa đề khác nhau, nhưng nội dung chỉ có một: mẹ kế âm mưu hại con chồng, chị gái song sinh trả thù cho em. Nhưng sốc nhất có lẽ vẫn là tin tức công ty ông Hoàng phá sản chỉ sau một đêm, vì tất cả các cổ đông lớn đều đồng loạt đăng ký rút vốn đầu tư lại, không làm ăn với ông Hoàng nè. Ông ta hóa điên, cả cuộc đời còn lại hẳn phải sống trong trại tâm thần. Ông Trần sống neo đơn già nua, lủi thủi cô độc một mình, không con cháu chăm lo lúc tuổi già. Sau khi làm đám tang cho Nhi, Ly đem tro cốt của mẹ và em cùng cậu Tú về Mỹ và không một lần nào quay lại Việt Nam nữa. Nếu sáng đó Ly vui vẻ về Mỹ, thì ở trong nhà giam, người ta lại phát hiện ra bà Dung đã thành một cái xác không hồn. Bà ta bây giờ chỉ còn một thân thể lõa lộ, mỗi bộ phận nằm rải rác một chỗ trong căn phòng tạm giam. Camera giám sát chỉ ghi lại được một bóng trắng vụt qua, sau đó là tiếng la hét thất thanh của bà Dung. Chẳng thể tìm ra được hung thủ, chỉ có thể đưa vào hồ sơ treo. Nhưng cũng chẳng mấy ai bận tâm tìm hiểu làm gì. Ai cũng cho đó là cái ác báo mà bà ta xứng đáng phải nhận lấy. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nhúm Màu Nước Mắt của tác giả Trà My. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.